Nếu các bạn muốn kiếm được từ 50 đến 150 triệu một ngày, các bạn có thể tham khảo cái hình thức xe bán hàng lưu động hiện tại đang có mặt tại ô tô Thái Phong. Đây là một trong những loại hình bán hàng hoàn toàn mới mà nó có thể coi là một xu thế trong tương lai. Chúng ta sẽ có thể bán hàng ở bất cứ đâu, bất cứ địa điểm nào, bất cứ vị trí địa lý nào mà không gặp bất kỳ vấn đề trở ngại gì so với cái hình thức mà chúng ta sử dụng cái bán hàng bằng các mặt bằng như cũ. Thì đây là một trong những cái loại hình hoàn toàn mới sẽ khiến cho các bạn có được một lượng khách rất là lớn. Chúng ta sẽ có được thu nhập và ngoài ra chúng ta sẽ phổ cập được cái thương hiệu của chúng ta đến khắp mọi nơi. Đây là một trong những cái sản phẩm mà ô tô Thái Phong đang giới thiệu đến tay khách hàng đã sản xuất. Chúng tôi sẽ lắp đặt tất tần tật mọi thứ trên thùng xe, từ bàn, ghế, hệ thống điện, hệ thống nước, hệ thống đề can, dán thương hiệu, tất cả mọi thứ chúng tôi đều hỗ trợ khách hàng. Hãy liên hệ ngay ô tô Thái Phong 0987 33 22 để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn được một cách tốt nhất. Chân thành cảm ơn.